đây thánh chậm ngâm rồi, chậm ngâm tôi chậm ngâm thôi. Nhưng mà chú đây. Này chú này rất là giống giống Rick như những ngày đầu khi bước vô nghề. Chú này rất là giống giống Rick như những ngày đầu khi bước vô nghề. Mọi người sẽ thấy anh Kilik không một cửa không làm gì mà nguyên cái fan lúc của tôi ngày nào cũng nhắn tin. Hả? Sao thế ạ? Chơi đâu mà lúc này được yêu. Ơ đẹp trai. Về cảm nhận về từng người đi, về từng thành viên đi. Một tính từ dành cho từng thành viên thôi. Được không? Tính từ hả? Một, hoặc là một cái cảm nhận ấn tượng đầu tiên. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới. Giòn, ngon, phiêu cùng rap Việt. Tính từ hả? Tính từ được luôn. Nói nhiều ạ. Nói nhiều. Yeah, đây. Nhiều à? Hay hỏi à? Không tin mà, được. Mà đó là một cái điều tốt. Tại vì cái gì mình không biết mình hay hỏi rồi đó thì tốt. Giống như vậy. Yeah. Yeah. Ba này. Ba này. Đó là flexing à? Flexing. Sao lại? Các bạn có thể thấy được điều đó rõ nhất cả sau khi các bạn xem phần 2, các bạn sẽ thấy được điều đó rất là rõ. Wow. Các bạn sẽ hiểu là tại sao. Đây à. Thánh Tí Lê à? Tí Lê. Nói rất nhiều à? Ủa vậy chứ? Nhưng mà những cái nói rất là nhiều, rất là hợp lý, rất là phụ lý. Đấy. Đúng rồi. Đây là phụ, đây là có lý, đây là phi hợp lý. Cái cái là gì? Không, hợp lý. Nó có phi hợp lý nhưng mà phi hợp lý một cách logic. Đó. Đây. Thánh chậm ngâm rồi. Chậm ngâm. Tôi chậm ngâm. Thôi nhưng mà chú đây. Này chú này rất là giống giống Rick như những ngày đầu khi bước vô nghề. Chú này rất là giống giống Rick như những ngày đầu khi bước vô nghề. Vậy còn khúc sau của Rick thì sẽ giống ai à? Chú hình xăm à? À đây chứ ai chú hình xăm à? Đây. Em ạ. Em ạ. Đúng rồi, đây sạch. Em chưa đi sao rồi. Đây chứ dính mực Rick. Tương lai của Rick sẽ dính mực. Wow. Đâu, còn... Hồi nãy là cô Si có nói là nếu mà dính mực hình xăm đầu tiên là cá ôm dưa. Cá xem ôm dưa. Cá xem ôm dưa. Bảo xăm rồi xăm một lần cho nó máu luôn. Tương lai thì có thể có, nhưng mà phải xin phép mẹ ạ. Thì làm con cá xếp xuống dưỡng được luôn. Không ạ. À. Đây cô phải xin phép mẹ à. Không, tôi làm thì tôi sẽ làm cá. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V Channel. Đây, đây là Úc Mập Doraemon. Mr. Doraemon. Đáng yêu nhất nha, sướng nha. Mọi người sẽ có một cái tính ai tính cũng rất là nice, mọi người rất là nice, nhưng mà bài này là mình cảm nhận giác là Út Mập là nhút nhát, nhút nhát. Wow, nhút nhát. Con. Fricky. Đây Fricky này. Bé bướm. Bé bướm. Bé bướm. Tại sao lại có cái nickname đó? Không phải tự nhiên khi không đi không mà mình đưa cái team này chuyên ca vào một cái bài nhạc nó làm quậy phá vô, tại vì mình thấy được cái điểm cái gì đó hai bạn thì nếu so với chuyên ca thì đây là bướng hơn, bướng nhất. Oh. Em không nghe lời đâu, nghe lời. Chu can đâu rồi? Đây là ai à? Nên là gì rồi? Đọc mà mai âm nhạc cho chiếc tư vấn phụ coi là nên là... Sao? Đây là cuối cùng chưa có biệt danh à? Có biệt danh hoặc ấn tượng gì đây, hoặc là Karik đang có ấn tượng gì biệt danh với Tukan? Anh tên là... Willis. Tên là... Hai Long. Trừng viết khoảng. Hai Long. Hai Long. Có thể gọi là Hai Can nữa. Ê trời. Đây là chú bé chất phát à? Chú bé chất phát. Chất tự phát. Chất tự phát à? Wow. Đây mọi người đọc những cái của Tuka thì mọi người sẽ nhìn dễ nhìn nhận từ đó cho nên mình nghĩ gì chất phát là Tuka là chất phát. Đây. Con thấy thì không thay đổi được ạ. Mai nhạc của tôi. Chính là âm nhạc. Chính là music cho các bạn. Nhạc của tôi ạ. Còn CJ. Và như các bạn thấy bộ tóc của bạn ấy. Đây. Và nhưng mà phải không phải gọi là kim, phải gọi chú bé vàng à? Bé vàng. Cậu bé vàng. Cậu vàng, cậu vàng. Vàng. Có phải là do dùng nón vàng câu về? Cậu bé vàng là do dùng nón vàng câu về. À, đúng ha.
chị ơi, nhạt quá rồi, để tắt đi chị đừng quay. Nhưng mà câu chuyện chị Mai thì là đúng ấy. Tức là bọn em rất là kiểu buồn cười ấy, nhưng mà chỉ buồn cười khi khách. Lẻ nhau ra thôi. À khúc rap vô thì sao? Khúc rap vô thì nó bớt lại. Khúc rap thì bọn em có thể kiểm soát được. Nhưng mà bọn em nên tách ra. Nếu không bọn em hồn vào là quá nhạt. Mọi người sẽ thấy anh kia lick không một cửa. Không làm gì những cái phản lúc của tôi. Hả? Sao thế ạ? Đẹp trai. Ơ? Đẹp trai. Chắc anh không biết được Raybon là cái gì. Anh có. À, em phải anh ngoài một tông. Anh cầm thật luôn. Anh biết Doraemon, ngoài chuyện luôn. Conan. Ôi, mày quá. Anh ấy mất mặt người. Người quá. Sao vẫn có tử thơ. Ủa nè, chụp nè, gì nè. Hello, em đây. Mai đâu? Mitsubishi là một con mà nó tiềm mạnh cho láo. Có vẻ quá sức, không vừa. Giống như bỏ dài lo cái tiền vô luôn á, scan. Ok anh ơi. Mai xuống kìa. Rồi vô. Mời. Vô kìa mấy bạn. Đi vô chụp hình. Ở đây chỉ có một người đẹp trai nhất thôi. Là ai nhờ? Rồi, 1, 2, 3. Nhìn qua đây, Karik ơi. Rồi, 2. Ok. Tim đẹp quá. Mai phải đeo kính vô mới coi được. Vâng. Rất là mù. Em rất là bị mù. Quá đẹp. Em mù lắm luôn. Thảo, thấy hình mình đẹp không? Đẹp ạ. À. Chị ơi, lúc nào cũng đẹp luôn ý. Không có chê trách một cái gì. Đẹp lắm. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa Thảo ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này học vẫn chưa giải quyết được mà cứ cố mang học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Yeah! Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao.
Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.